Trong âm vang tiếng kệ dâng y Kathina, các Phật tử hoan hỷ thực hiện nghi thức nhiễu Phật 3 vòng quanh chánh điện. Đây là sự kiện quan trọng mừng chư tăng thêm một tuổi đạo. Kathina có nghĩa là vững chắc, là nơi phước điền để Phật tử tại gia gieo trồng cội phúc. Chờ đợi đến 2 năm mới đến ngày hôm nay thì rất là hoan hỷ, chuẩn bị tứ vật dụng là cái đại y. Thì chuẩn bị trước là đại y, sau đó là tứ vật dụng dâng đến chư tỳ khu tăng tại ngôi chùa Giác Hoàng này. Ngay từ khi bước chân vào thấy ngôi chùa rất là khang trang, rồi tăng xá chỗ ở cho các chư tăng á, an cư cũng là rộng rãi, khuôn viên chùa cũng rộng rãi, Phật tử để có cái chỗ để về để tụng kinh. Mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Tấm y Kathina được dâng cúng hoàn toàn trong sạch do thiện tâm trong sáng của thí chủ nên chư tăng hoan hỷ đón nhận như lời dạy của Đức Phật. Các cái lễ hội khác hay các cái sự cúng dường khác thì bởi vì có cái phần tuyên ngôn tăng sự để giao cái y đó đến cho cái vị tỳ kheo mà an cư kiết hạ ở tại ngôi chùa đó, mà để cho thí chủ được trọn vẹn cái phần công đức phước báo của cái đại lễ dân y Kathina. Nhân dịp này, tôn tượng Đức Phật cao 2,6 mét và đại hồng chung cao 1,2 mét, nặng khoảng 400 kg đã được an vị và khai chuông tại chùa Giác Hoàng.